Đây là cơ dòng tự chủ, nhưng mà bao giờ cũng vậy, có nhiều khi ta đính ta chịu không được, cũng phải đem hờ cái mục tiêu. Cái này là người ta đi ra nhà vệ sinh, nhưng mà ta đính không được thì cũng phải cho người ta đi. Ta phải đem hờ. Giấy vệ sinh nếu bệnh nhân có, thầy cũng họ không có, mình đem thêm hờ. Đây cái mục tiêu này. Thay vì cái ống canirectan thì là cái ống sông cắt và bồng tiêu là bắt buộc phải có, mà đâu có phải bây giờ đó, cơ dòng không tự chủ nha, thì đó nó không có cái này đó, hoặc là cái này hoặc là cái kia. Mình cơ dòng không tự chủ nè, nước sẽ nhiều hơn. Tại vì sao? Khi chúng ta đặt vào á, nước nó vô bao nhiêu nó cứ vô, mà cái nào nó ra nó cứ ra. Bệnh nhân nằm trên cái bồn tiêu đó, bệnh nhân nằm sẵn trên bồn tiêu, bây giờ tôi làm cái cơ dòng tự chủ trước. Mình thấy cái này rồi, đi qua bệnh nhân đó. Bồn tiêu, bồn tiêu. Phải lựa một góc nhìn tốt nhất. Tôi đến tôi cũng báo giải thích bệnh nhân đó là cái câu mình nói đó. Không, không, không có đắp cũng được. Đắp cũng được. Rồi, nếu mày mình thấy lót cái tấm ni lông nãy giờ thấy lót rồi phải không? Lót rồi nha. Lót tấm rồi. Lót tấm ni lông với bông á, để nó chảy nước được. Thank you.
cái té mình đập ngon. Cái dòng hậu môn nó lỏng rồi, nó không có co thắt thì tôi rút ra tôi bít là nè, để nó xịt nước ra. À, rồi nè, bây giờ lấy ra này vô phải không? Nước nó có thể đi ngược vào đây trước này, chứ không xả vào nạp đầu nha. Bây giờ đang vô đầu tiên nè, đưa theo chiều xéo hậu môn rúng nè, đường không gian nè, khoảng vài phân, xong ta mới đi dập theo cột sống cho đến cái khoảng 7 phân nè, 7 tấm phân nè, tới đây nè, đừng đưa vô nữa nó xúc này ra đó, thì giữ như vậy. Nếu bệnh nhân mà kêu mắc tiêu tiêu, mắc tiêu quá thì mình động như mà ra chút cái sách sẵn rồi còn chút trong đường dây không được cho vô hết, các tiếng nó vô bệnh nhân dễ ra bụng khóa lại lấy ra, thì tôi nói với người mà cơ sắc hồng môn nó được. Những người lớn tuổi già thì khi lấy ra thì nó chưa có xiết lại, nó chụp nước ra lại, còn từ từ thôi lấy ra, kẹp chặt cái thôi. Như vậy trong này nè, nó còn đoạn nước, nó sẽ nó mà không phải xong á, đa số là có nghề không có nghề rất là thông tiểu. Xả bùng tiêu đó, xả ra học xong này đa số cũng có nghề.